Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 12 tháng 7 năm 2022, Kênh Nhà Nông Miền Tây cập nhật giá mít Thái tại khu vực miền Tây để bà con mình tham khảo. Thì trước khi đến với giá, kênh lại tiếp tục chia sẻ những cái kinh nghiệm trồng mít Thái từ những nhà nông có nhiều năm kinh nghiệm trồng mít Thái để cho bà con mình có thêm thông tin để học hỏi và tham khảo nha bà con nha. Thì hiện nay nhiều vườn mít Thái ở đồng bằng sông Cửu Long xảy ra tình trạng lá mít rụng không rõ nguyên nhân. Đứng trước tình trạng này thì nhiều người nông dân là lo lắng không biết cách khắc phục. Thì theo anh Hải ở Long Mỹ, Hậu Giang cho hay, mít Thái rụng là có nhiều nguyên nhân như là thiếu nước, nước mặn xâm nhập, rễ bị tổn thương hoặc là sốc do bón phân phun thuốc đậm, hoặc là cũng sốc do thời tiết thay đổi bất ngờ. Thì nói có nhiều nguyên nhân như vậy, nhưng chủ yếu nguyên nhân là mít Thái rụng lá là do rễ không phát triển được. Vậy để khắc phục được tình trạng này thì cần tưới vào gốc mít một số dưỡng chất kích thích cho cây ra rễ mới. Và những dưỡng chất này thì ngoài thị trường bán nhiều nha bà con, cho nên nếu cần thiết thì có thể tưới thêm lần 2 để cho bộ rễ mới ra nhiều. Sau khi cây mít Thái khỏe lại, rễ ra nhiều, lá non xanh thì có thể bón phân hóa học vào với liều lượng ít. Có như vậy thì cây mới đủ dinh dưỡng để phát triển tốt và nuôi trái về sau. Cũng theo anh Hải thì anh khuyến cáo là không nên để trái quá nhiều rồi bón phân phun thuốc quá đậm, sẽ làm cho cây mít Thái bị suy kiệt. Để cây mít Thái phát triển tốt thì chỉ nên để từ 1 tới 2 trái và bón phân với liều lượng ít, để trong giai đoạn mà cây nuôi trái và có biểu hiện yếu sức đó, thì như vậy thì cây mới phát triển tốt và sống lâu được. Quay trở lại tình hình giá mít Thái ngày hôm nay thì giá ổn định so với hôm qua nha bà con nha. Thì kênh cập nhật cho bà con như sau. Tại khu vực Tiền Giang đó thì hôm nay thương lái vào vườn mua là kem lớn là 8.000, ủa là 9.000 nha bà con nha, và kem nhỏ là 4.000. Tại Đồng Tháp nè, An Giang nè và Long An nè thì kem lớn là dao động từ 8 cho tới 9.000 đồng, kem nhỏ là 3.000 đồng. Tại những tỉnh thành khác của đồng bằng sông Cửu Long như là Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng đó thì kem lớn là 8.000, kem nhỏ là 3.000 đồng. Sở dĩ kênh báo cho bà con cái giá kem lớn là nó có sự chênh lệch đó là do hiện nay là giá tăng nhẹ 1.000, 2.000 có nơi so với những ngày trước đó, thì là nhưng mà nó không tăng đồng loạt nha bà con. Nó sẽ có sự chênh lệch giữa cái khu vực này với khu vực khác, cho nên là kênh báo giá khoảng như vậy để bà con mình nắm. Rồi, cảm ơn bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh và có thể bình luận vào kênh để trao đổi thêm thông tin. Xin cảm ơn và kính chào.